Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình cho gia đình mình ăn ớt nhồi chay đi nha các bạn. Ớt thì nó rất là nhiều dinh dưỡng, chất sắt và chất vitamin A. Già cũng cần vitamin A. Mà nghe, không ăn thịt thì ăn đậu hũ. Hôm nay mình làm món ớt nhồi chay. Rất là ngon luôn. Mời các bạn đồng hành cùng mình nha. Thì thành phần nguyên liệu gồm có là 3 miếng đậu hũ trắng các bạn. Đây là 10 trái ớt. Ớt này ăn bổ rất là bổ mắt, chất sắt rất là nhiều nha. Ớt này là nó không có cay nữa nha các bạn. Người ta làm bún mắm người ta nhồi ớt này nè. Và những cái miếng nấm nè, nấm hương mình ngâm nước nóng. Bơ đậu phộng, hành, tỏi mình bào sẵn lát mình phi lên. Đây một nêm đường, một ít tiêu nữa là được rồi. Bây giờ trước tiên mình bắt cái chảo nước sôi lên, mình bỏ vô một chút xíu muối ha, mình luộc trước mấy miếng đậu hũ này. Luộc trước mình để nguội mình vắt ráo nha các bạn. Rồi bây giờ mình bóc ớt nè, trong khi chờ đợi thì ớt này mình sẽ mổ ra, dùng con dao này nha các bạn. Mình trồng ớt không có được các bạn, trồng lên là con gì nó cắn nấm, tại vì ở chỗ mình không có nắng. Tắt ra. Bây giờ mình để 3 miếng đậu hũ vô đây, giải mùng mình vắt cho ráo nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên nè. Chờ chảo nóng mình đổ dầu vô nha, mình phi phi hành tỏi, mình sẽ phi thơm hành tỏi mà các bạn, bỏ vô luôn. Chờ cho nó nóng lên. Mình xắt những tay nấm hương này ra nha các bạn. Xắt những nhuyễn này. Bỏ vô cho nó thơm nó ngon. Đây là cái cọng ngò rí, mình xắt cái cọng mình bỏ vô cho nó thơm. Bây giờ chúng ta bỏ gia vị vô nha các bạn, nửa muỗng bột nêm và nửa muỗng đường. Nếu các bạn thích ăn tiêu thì các bạn bỏ tiêu. Đây là hành phi, hành và tỏi phi nè, bỏ vô cho nó ngon. Mà các bạn phải nhồi nè, các bạn không nhồi thì nó không dẻo, không nhồi thì nó không dẻo đâu, nó không kết dính, phải nhồi nhiều. Rồi chúng ta bỏ bơ đậu phộng vô cho nó béo.
Rồi bỏ bơ đậu phộng thì không có bỏ muối nha các bạn. Trong đây nó có muối và đường rồi. Đồ chay thì mình thích làm bơ đậu phộng hơn là dừa, để tạo độ béo cho cái đồ chay đó cho nó ngon. Đấy. Các bạn nhồi như thế này để cho nó dẻo nè, nó sắp dẻo rồi nè. Nhồi nó mới dẻo nha các bạn. Khỏi bỏ bột ăn ngán lắm. Bây giờ chúng ta nhét nó vô. Nếu các bạn thích chiên thì các bạn ăn chiên nó béo hơn. Còn mình bảo toàn sức khỏe, mình không ăn chiên thì mình đem mình hấp nha các bạn. Mình bỏ vô đây mình hấp nè. Nhà mình hôm nay ai cũng ho hen khọt khẹt hết rồi, mình không có ăn chiên được. Hấp ăn vẫn ngon. Chúng ta làm nước sốt nha các bạn. Đây là dầu hào, cho vô một muỗng dầu hào vậy ha. Dầu hào chay nha các bạn. Thì dầu hào người ta cũng làm bằng từ nấm thôi. Đây là tương ớt, cho nó có màu đẹp mà nó sống sánh. Một muỗng tương ớt ha. Rồi một muỗng bột nêm. Mình ăn bột nêm thì phải bỏ nước tương. Thì ở trong đây nó cũng có điều vị rồi, nó có mặn rồi. Muỗng bột nêm, không tới muỗng đâu các bạn. Đường, một muỗng đường đi. Rồi chúng ta muốn ăn tương ớt thì chúng ta cho tương cà, chúng ta cho thêm một ít tương cà nữa cho nó có vị chua chua. Hết rồi. Rồi cho nước vô nha các bạn. Cho một ít nước. Đó, chúng ta quậy vô một ít nước. Không ăn hành tỏi nữa. Một lát chúng ta rắc ngò lên. Rồi quậy lên ha. Quậy lên, bắt lên bếp cho nó sống sánh. Rồi một lát mình tưới lên cái những cái ớt của mình. Nước sốt của mình cũng đã sánh rồi các bạn, tắt lửa rồi, như vậy là được rồi đó. Bây giờ mình đi ra đây mình trang trí cái đĩa ớt của mình nha, rất là ngon. Nếu các bạn muốn chiên thì các bạn chiên nó ngon hơn, nhà mình không ăn chiên được thì mình hấp nha các bạn, mình hấp. Mình điểm thêm ít cầm ngò xung quanh đi ha. Trang trí theo cái kiểu lơ lãng mạn nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Ăn cũng rất là ngon. Thank you.
Bây giờ cái đĩa ớt của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Xin mời các bạn nha.